Xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Cứ hai tuần á, là mình đi làm chủ nhật một ngày các bạn. Thường là chủ nhật á, đi làm á, thì mình rất là thích. Chỉ có một cái là bây giờ cuối tuần á, là Kim Ly về đó. Thì đi làm thì hơi thấy tiếc trong bụng. Mình đang điều chỉnh cái lịch đi làm mà chưa biết là hãng có chấp nhận hay không. Cái đó tính sau á các bạn ha. Mà thật ra đi làm chủ nhật mình rất thích các bạn. Lái xe nè, hoặc là vô hãng nè, nó yên ả lắm các bạn, thích lắm. Ngày thường á là công nhân nhiều hơn, chủ nhật thì ít hơn. Chỉ những cái khâu mà cần thiết á mới đi làm các bạn. Mình làm á, nơi mình làm là một cái hãng á, nó buôn bán hàng online đó các bạn. Thì mình làm cái khâu mà vô hàng, tức là khách đặt hàng xong rồi mình vô hàng trong cái thùng đó đó, rồi cái thùng đó sẽ chuyển tới khách hàng. Thành ra cái khâu này là cái khâu mà chủ nhật người ta cần. Làm chủ nhật á, các bạn thấy mình lái xe á, từ nhà mình đi ra tới đường xa lộ á, là 8 phút mà không có một bóng xe các bạn ơi. Thích lắm. Mình thích yên ả vậy đó. Nhưng mà tí xíu ra đường cao tốc là sẽ thấy xe đó. Ở bên đây cũng ít có người chịu đi làm chủ nhật lắm. Mà ngày xưa mình mới bắt đầu đi làm á, thì lúc đó mình đăng ký mình làm chủ nhật là do lúc đó con còn nhỏ, thì chủ nhật có ông xã ở nhà thì ông coi con thì mình đi làm đó, cho nên là cái lý do vậy. Thành ra hãng nó cứ giữ nguyên vậy tới giờ, mà bây giờ con cái lớn rồi mình lại muốn là thôi chủ nhật không đi làm nữa. Mình đi vừa quay đường cho các bạn xem nha. Đường rộng rãi, trống trải lắm. Như chị Cúc hay nói, đường thênh thang, gió lộng một mình ta. Này là sắp ra đường cao tốc rồi nè các bạn nè. Buổi sáng là cái giọng mình nó hơi bị khàn vậy đó các bạn, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Bây giờ là đang ra đường cao tốc đó các bạn.
tốt không? Cũng vắng hoang như vậy à. Chủ nhật á. Bạn thấy nãy giờ mình chạy ra đường cao tốc mà cũng vắng hoe vắng hết vậy đó. Mấy ngày hôm nay đó, bữa nay là trời bớt lạnh rồi đó các bạn. Hồi cách đây 4-5 bữa đó là trời có tuyết, sáng dậy là xe đông đá đông đá đó, mà 2-3 hôm nay là trời bắt đầu dịu lại, nhưng mà gió nhiều các bạn, mưa với gió nhiều. Bây giờ bên ngoài nhiệt độ là 12 độ C, cũng dễ chịu lắm, cũng dễ chịu. Thank you.
Đường vắng như vậy nè là đèn xanh đèn đỏ tự động bật cho mình chạy luôn các bạn, chứ cái ngã tư đó đó mà ngày thường á, là mình nhiều khi mình phải chờ 2 phút á. Khúc này nè đó, các bạn thấy đèn xanh nó tự bật cho mình luôn. Đây là cảnh quan phía bên tay trái mình đang lái đó các bạn. Thấy yên bình ha các bạn ha. Mình nhìn thấy em thấy yên bình lắm. Đồng cỏ nè, rồi những ngôi nhà im lìm vậy đó, thích lắm.
khu vực này là cái khu vực mà hãng xưởng nhiều rồi đó các bạn nè. Bây giờ sắp tới hãng rồi các bạn. Mình xin kính chào các bạn nha. Mình xin được phép kết thúc video ở đây. Mình chúc các bạn một ngày chủ nhật thật là an lành, thật là vui vẻ nha các bạn nha. Mới tan làm các bạn ơi. Một ngày làm việc của mình là bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 4 giờ rưỡi chiều. Bây giờ đang là 5 giờ kém 20 rồi. Bây giờ trời vẫn còn sáng mà mình chạy về giữa đường là bắt đầu trời tối đó các bạn. Trời chiều hồng đẹp quá các bạn ha. Hồng lên, mặt trời đang lặn á. Đó, trời đẹp ghê. Chim bay qua kìa, dễ thương quá. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống. Thank you.
song song với đường xa lộ của các bạn, song song với đường cao tốc. Thành ra các bạn thấy bên ngoài á đông lắm, mà mình chạy đường trong các bạn, đường nó song song với đường đó, cho nên trong đây là vẫn còn vắng này. Một cái hồ nước nè, đẹp lắm á các bạn. Cái khúc này nè các bạn, mấy bữa mình về trời còn sáng sáng á, đi ngang khúc này rất là đẹp nha các bạn nha. Khúc này là lá vàng đẹp lắm. Bữa nay trời tối rồi, với lại mấy ngày hôm nay gió quá, lá rụng hết rồi. Chứ mấy bữa nguyên cái dãy mà phía bên tay trái mình đây nè, vàng rớm mà đẹp lắm. Bây giờ mình xin được phép kết thúc video ở đây nha các bạn nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mến chúc các bạn được nhiều sức khỏe và an vui cùng với gia đình nha các bạn nha.
Thank you.